chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với video mới nhất của Phúc Trịnh. Thì ngày hôm nay Phúc Trịnh đang có mặt tại biển Trịnh Kỳ thuộc thành phố Quảng Ngãi. Thì trong thời gian vừa qua, từ trước Tết Nguyên Đán năm 2022 tới thời điểm này thì ở Trịnh Kỳ có đang thi công đường ven biển. Đường này là đường kè chắn sóng và chống sạt lở của xã Trịnh Kỳ thuộc thành phố Quảng Ngãi. Thì qua đó thì giá bất động sản ở đây cũng tăng lên trong thời gian vừa qua và cũng đó theo Phúc Trịnh cập nhật thì cũng đã có rất là nhiều cái giao dịch diễn ra ở khu vực ven biển này, và giá bất động sản mà đã giao dịch thực tế theo Phúc Trịnh nhận biết mới nhất đó là tầm khoảng 22 triệu trên mét vuông. Thì đường kè chắn sóng này khi hình thành thì sẽ giúp cho người dân ở ven biển Trịnh Kỳ sẽ đi lại thuận lợi hơn, giao thông xuyên suốt hơn. Thì so với lại trước đây thì bà con người dân ở đây không có cái đường để đi, bà con ở ngoài mặt biển không có đường để đi, không có xe ô tô không đi lại được. Thì hầu như là các cái ở đây chỉ có những cái hẻm xe máy mà có thể kết nối với lại trục đường chính của xã Trịnh Kỳ, còn lại là hầu hết là sẽ không có cái hẻm ô tô nào. Đây là hình ảnh công trình đang thi công đường kè biển chống sạt lở của xã Trịnh Kỳ. Khu vực này là ven biển Kỳ Xuyên, thuộc thôn Kỳ Xuyên, xã Trịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi. Thưa cô chú anh chị và các bạn, phía sau lưng của Phúc Trịnh đây chính là hình ảnh công trình đang thi công. Ông phía đoạn này đã lắp đặt đã hình thành lên kè rồi. Và phía trên này là hiện tại là đang đã có đá nền, đá móng. Hình ảnh trên màn hình đó là chính là cái mặt đường kè biển của xã Trịnh Kỳ. Và cái hướng này là hướng đi lên 78 Mỹ Khê. Ở phía xa kia chính là, ở phía xa theo hướng tay chỉ của Phúc Trịnh đó là biển Mỹ Khê và chùa Minh Đức, núi Thiên Mã. Thì khi đường kè này hoàn thiện thì sẽ giúp cho giao thông ở đây thông với lại biển Mỹ Khê, cũng như là giúp cho người dân du khách có thể đi lại được thuận lợi hơn, thuận tiện hơn, có thể đi ô tô được, chứ còn trước đây thì không thể đi ô tô ra biển này được. Từ lúc khởi công tuyến đường kè chống sạt lở biển Trịnh Kỳ thì cũng có rất là nhiều nhà đầu tư bất động sản đã đổ về đây để tìm kiếm cho mình những cái mảnh đất có phù hợp với cái nhu cầu của mình để mua. Có đường xá rồi, phấn khởi rồi ông. Ở cái đây nha. Đi dạo là đi dạo cho thể dục luôn chứ. Dạp... Hình ảnh công trường đang thi công đường kè ven biển xã Trịnh Kỳ. Tiến độ thi công cực kỳ nhanh luôn, thưa cô chú anh chị và các bạn. Đường kè rất to và hiện đại. Khu vực này đó là khu vực biển Kỳ Đông. Đây là biển Kỳ Đông. Ở phía dưới biển Kỳ Đông đó chính là biển An Vĩnh, của thôn An Vĩnh. Ở phía dưới này là thôn An Vĩnh, thuộc xã Trịnh Kỳ. Ở phía trên cái ngọn núi ở phía xa kia đó chính là địa danh là Bàn Chân Khổng Lồ. Thì đó là cửa biển Sa Kỳ, ở đó là có cảng Sa Kỳ. Ở phía xa, cái ngọn núi phía xa kia chính là núi
Đầu Voi, xã Tịnh Khê và xã Tịnh Long. Nếu ở phía xa mà theo cái hướng tây của Phúc Trịnh đó là chùa Minh Đức, nên khu du lịch văn hóa tâm linh Thiên Mã. Xã đây là cửa lây phía xa ở cái nhà màu trắng kia đó chính là bãi tắm Mỹ Khê, và con đường kè ven biển xã Tịnh Kỳ thì sẽ đi từ đoạn Kỳ Xuyên ở phía xa phía trên kia thì đi xuống tới An Kỳ, tới An Vĩnh thì khoảng cỡ tầm hơn 2 km. Vâng, và cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video này. Cần thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Phúc Trịnh qua số điện thoại 0888 268 568 để được cập nhật các thông tin nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.